Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp cái xin nha các bạn. Một con xin chữa 6 tháng, chữa rếp bên Mỹ, và một con xin bơm được 1 tháng 10 ngày 3B nha các bạn. Đây đứng trước mặt bạn là con cái xin nè các bạn. Cái xin này là 6 tháng, bơm rếp bên Mỹ nha các bạn. Cao 1m27 bò, đuôi dài phết đất, chân kiền khú móng sò nè các bạn. Bốn chân móng sò nè các bạn thấy không? Có kiền khú, lưng thẳng băng các bạn. Bò này là dạng Bombay các bạn, nên là lưng đôi, gu quặt, rúng các bạn thấy không, yếm dày cui, gu quặt luôn các bạn, lưng thẳng băng, chạy đuôi hết thuốc các bạn. Qua đen hui nha các bạn, cái qua là đen hui, nhưng chúng mình quay kỹ cho các bạn xem đây. Cái đòn, đòn dốc có các bạn, yếm rúng nghiêm chỉnh nè. Con này cũng vậy các bạn, con này thì cao tầm 1m28 bò có các bạn. Tơ, mới bơm 3B được 1 tháng 10 ngày các bạn. 1 tháng 10 ngày, đòn dày sọc luôn các bạn, con này hiện tay bò. Con này hiện tay bò yếm nè các bạn thấy không. Yếm rúng nghiêm chỉnh các bạn. Bơm 1 tháng 10 ngày 3B nha các bạn. Cao 1m28 bò, chân kiền khú các bạn, móng sò, lưng thẳng băng các bạn, đuôi dài phết đất luôn, chân móng sò hoàn thiện các bạn. Cặp này thì chủ báo giá là 60 triệu các bạn, 60 triệu. Đó, anh em bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment trên màn hình video các bạn. Cặp này thì chủ báo giá 60 triệu các bạn, sải tích nghiêm chỉnh luôn, yếm dày cui, bò này đúng bò mẫu bò này các bạn. Con này thì bơm được 1-3B được tháng 10 ngày các bạn. Tơ ngay luôn. Qua đen khui các bạn. Cậy đuôi màu đỏ mặt nha. Con này màu đỏ mặt. Rúng yếm đồ là nghiêm chỉnh hết tất cả luôn. Lưng thẳng băng, gu bạc, chân móng hoàn thiện. Cặp này thì giá 60 triệu các bạn. 60 triệu. Anh em bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment trên màn hình video các bạn. Các bạn thấy không, đuôi dày phết đất luôn, chân móng sò hoàn thiện luôn, đòn dốc dày sọc. Con này tay bò các bạn, rúng yếm nghiêm chỉnh. Còn con này thì Bombay, rúng nè, yếm có nè, chân kiền khú nè, chữa 6 tháng ra bên Mỹ nha các bạn. Ra bên Mỹ các bạn, hai cái tướng, cái yếm nhìn là tướng lực các bạn. Con này mà rớt con ra lực lượng luôn các bạn, nó tầm Bombay đòn các bạn. Nó dạng Bombay đòn, gu bật, chân móng người hoàn thiện, qua đen khui, cậy đuôi lớn các bạn, cậy đuôi rất lớn. Giá 60 triệu cặp này nha các bạn. Sái tích nghiêm chỉnh, nó sái tích nghiêm chỉnh luôn các bạn. Chân móng hoàn thiện nè các bạn thấy không, rúng nè, rúng dài ghê các bạn, yếm dày cui à, yếm lồng hồng dày 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 cui các bạn. Giá 60 triệu. Anh em bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment trên màn hình video các bạn. Và bây giờ mình xin được quay cận cảnh cặp bò này là một lần nữa cho các bạn xem chi tiết hơn các bạn. Và mình xin được báo giá lại là cặp bò này chủ báo giá là 60 triệu các bạn. Một con chữa ra bên Mỹ 6 tháng, cao 1m27 bò, và một con bơm 3B 1 tháng 10 ngày, cao 1m28 bò. Cặp này thì chủ có giá là 60 triệu nha các bạn. 60 triệu. Một con Bombay, một con là tay bò nha các bạn. Giá 60 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha các bạn. Anh em bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment trên màn hình video với cặp bò này với giá 60 triệu các bạn.